của Asian Kid Fashion Week 2019. Super Kid, thế giới truyền tranh, Number World. Nhắc đến trẻ em, không thể nào không nhắc đến truyền tranh, nơi người lớn gửi gắm các bài học về cuộc sống, gia đình, đạo đức cho trẻ em thông qua những hình ảnh vô cùng bắt mắt và vui nhộn. Đó là chưa kể, đây là thế giới chắc chắn cho trí tưởng tượng bay cao, nuôi nấng và phát triển khả năng sáng tạo của các bé.